Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì em Long xin tổng hợp cho mọi người 5 chiếc máy giặt của Electrolux có số ký là 9 ký các bác nhé. Đây là 5 chiếc mà bên em đang bán tốt nhất trong quý 1 năm 2023, tức là trong 3 tháng đầu năm nay. Năm cái model này sẽ có đầy đủ các cái chức năng từ cao đến thấp và giá tiền của nó cũng rất là hợp lý các bác nhé. Giá tiền rất hợp lý. Những dòng đời tầm trung thì các bác mua những giá thành nó sẽ rẻ. Còn các bác nào muốn mua những đời cao, cao cấp, đầy đủ chức năng, nó sẽ giá cao hơn một chút. Thì em sẽ đi lần lượt từng cái model một để các bác mua sắm có thể nhanh chân qua bên điện máy ở Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội để mua hàng các bác nhé. Hiện tại thì các dòng máy giặt của Electrolux sẽ chia ra làm 3 loại. Nó sẽ có loại đuôi là đuôi Ultimate Care là 500. Có loại sẽ là Ultimate Care là 700 và có loại là đây Ultimate Care 300. Chúng ta sẽ có loại 300, 500 và 700 thôi nhá. Các bác mua thì càng đời cao thì nó sẽ càng là giá thành nó nhiều và chức năng của nó sẽ nhiều chức năng hơn. Đấy. Và có thêm tốc độ bằng watt cao hơn. Em ví dụ như là những dòng tầm trung như thế này. Đây, tầm độ 300 như thế này. Tốc độ bằng watt của nó là 1200 các bác nhá. Và những cái chương trình giặt và xả của nó chỉ có 1 2 3 4 5 6. 6 kết hợp với 6 bên này sẽ là 12 chương trình giặt và nó không có chương trình yêu thích các bác nhá, không có yêu thích. Có tốc độ bằng watt 1200, có giặt nhiệt độ rồi, có ngâm xả hơi nước đầy đủ các bác nhá. Với cái thiết kế của nó thì cũng đơn giản hơn so với những dòng từ 500 trở lên. Đây là khu vực đổ nước giặt, nước xả, bột giặt này. Cái cửa của nó thì được thiết kế cửa chỉ là cửa một lớp thôi các bác nhá. Đấy, cửa một lớp thôi nên là giá thành của nó cũng sẽ mềm hơn. Đấy, không gian vòng bên trong khá là tương đồng. Chúng ta có con đầu tiên 9 ký trong cái video lần này, đó là con EWF9024D3WB. Cái đuôi D3WB là sẽ cái đuôi là đuôi 300, là cái đuôi mà rẻ nhất của cái dòng máy giặt của Electrolux ở đây. Nó có những cái tính năng cơ bản như vậy mà các bác dễ sử dụng. Giá của con này thì chúng ta sẽ có giá là 9.100.000. 9.100.000 là bên em giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí trong bán kính 20 km đầu tiên. Hàng của Thái Lan thôi nhá. Đây là con đầu tiên các bác mua được. Qua những dòng 300 thì các bác lấy lên những dòng 500. 500 thì nó sẽ cao cấp hơn một nhá. Bên này là đang có hai con 700 thì một lát nữa em sẽ quay sang hai con 700. Phía bên này bên em đang kê thêm hai con 500 nữa cho mọi người. Cũng là dòng 9 ký mọi nhá. Với giai đoạn này sẽ là dòng 9 ký mà các bác mua trong khu vực và nhà mình nó rơi vào tầm độ 4 đến 5 người là các bác mua 9 ký là dùng được. Còn nếu mà 10 ký dùng cho tầm độ 5 6 người trở lên. Con 9 ký tiếp theo đó là hai con cùng là dòng thế hệ 500. Đấy. Ultimate Care là 500. Đấy. Đây con này cũng vậy. Và những dòng này sẽ có thêm là Ultramix, là cái hòa tan bột giặt của nhá. Đây. Đã. Có công nghệ Ultramix. Và các bác nhìn thấy cái bảng điều khiển của nó sẽ nhiều hơn 1 2 3 4 5 6 7 đúng không ạ? 77 bên này sẽ là 14. 14 và có thêm chương trình là giặt yêu thích nữa. Đấy, rất nhiều. Và tốc độ vòng vắt của con này cũng là 1200. 1200 có giặt nhiệt độ, có hơi nước, giặt sơ, giặt thêm điều chỉnh tương đồng như nhau. Thêm là thêm các chương trình giặt và thêm giặt yêu thích cho mọi người. Tức là khi các bác chọn chương trình yêu thích rồi thì các bác sẽ xoay nút vào yêu thích này, các bác bấm vào đây là xong, không cần cài đặt gì cả. Đấy là một cái ưu điểm của những dòng máy giặt có chương trình giặt yêu thích. Và ngoài ra thì con này cửa của nó sẽ là cửa hai lớp thôi nhá, chứ không phải cửa một lớp. Cửa hai lớp rất chìa chắc chắn. Đây, không gian bên trong cũng có vòng đệm cao su, nó dày hơn và chắc chắn hơn. Các bác sờ nhìn nó sẽ được dày hơn rất nhiều. Đấy. Phía dưới thì chúng ta lại có thêm một cái ô để chúng ta để xả khẩn cấp các thứ. Cái ô này thì chức năng của nó thì là ô xả nước khẩn cấp và vặn các dòng, các cái sơ vải các thứ nó nằm ở đây. Mọi nhá. Đối với dòng này thì chúng ta có cái hai cái ký hiệu cho con màu đen và con màu trắng. Các bác cứ nhìn thấy giúp em là đuôi EWF
chứ EWF sẽ là thể hiện các dòng là máy giặt. Còn nếu mà EWW thì nó là giặt sấy mọi nhá. Đây là EWF 9024. 9024 tức là đầu 9 này sẽ là 9 ký. Và 024P5SB nó thể hiện đây là đời thứ 5 và màu là màu đen. P5 là đời thứ 5 và SB là màu đen. Một con bên cạnh của nó sẽ là con 9024P5WB. WB của nó thì sẽ là màu trắng mọi nhá. WB màu trắng, còn 9024 là màu đen. P5 sẽ là thế hệ của UT Medcare là 500. Con này thì chúng ta có hai model, một con màu trắng. Màu trắng thì nó sẽ giá là rơi vào là 9.590.000. Và con màu xám bên này đang bán là 10.280. 10.280 các bác nhá. Với cái tầm giá mà 9.590 này so với con 300 bên kia là 9.1 thì nó đang tranh nhau của nó 500.000. Đấy, các bác có thể cân nhắc mua lên con này được hơn 500.000, nhưng mà chúng ta được lợi thế hơn khá chi là nhiều. Đấy, thế hệ cao hơn và nhiều chức năng hơn, giặt yêu thích tốt hơn. Và nó có hai màu cho các bác lựa chọn, màu xám các bác nhiều bác thích màu xám hơn. Đấy. Về sử dụng thì tính năng nó giống nhau thôi. Ok, đấy là hai dòng thế hệ thứ 500. Chúng ta sẽ đi qua hai dòng thế hệ thứ 700 cho mọi người. Thế hệ thứ 700 thì bên em cũng kê ở phía bên này cũng có sẽ có hai màu cho các bác lựa chọn. Các bác nhá. Cũng sẽ có hai màu, một màu là màu xám và một màu là màu trắng. Đầy đủ chức năng và các bác xem nó có gì hơn. Thứ nhất là chúng ta có cái cửa. Cái cửa nó thiết kế cao cấp hơn với vòng với cái lớp mạ chrome này. Đấy, vòng đệm là chắc chắn khỏe khoắn này. Ngoài ra thì chúng ta có thêm là giặt sensor mọi nhá, sensor watch. Ngoài chức năng hòa tan bột giặt các thứ ra, chúng ta có sensor watch là chức năng cảm biến sợi vải, cảm biến quần áo đấy. Đấy, thế hệ này thì thế hệ thứ 700 thì các bác mới có. Không gian các thứ bên trong cũng tương đồng như nhau. Và cái bảng điều khiển điện tử của nó cũng tương tự như vậy, 1 2 3 4 5 6 7 chức năng. Và có thêm cả giặt yêu thích của nhá. Nhiệt độ và tốc độ bùng phát, nhiệt độ có tốc độ bùng phát của con này sẽ là 1400 chứ không phải 1200 các bác nhá. Có cảm biến sensor watt mà những dòng khác nó không có. Đây, em cho quay con màu đen các bác dễ nhìn hơn. Có những cảm biến sensor watt mà nó không có và giặt vết ố nữa. Đấy, hơi nước sơ các thứ này thì nó giống nhau rồi. Ngoài ra thì có thêm cả điều khiển từ xa qua Wi-Fi. Những cái công nghệ nổi trội nhất và tiên tiến nhất sẽ nằm trên con 700 này. Con 700 này thì chúng ta cũng sẽ có hai màu để cho bác lựa chọn, màu đen và màu trắng. Đây là con màu đen xám này. Con màu đen xám này thì nó sạch hơn, nhưng mà chức năng các thứ khác sử dụng thì nó giống nhau các bác nhá. Đây, cửa hai lớp. Phía dưới cũng có một cái lắp đậy như này. Đấy, nó lại nằm ngang như này. Con kia thì ngửa xuống. Đấy là tùy từng cái model nó thiết kế rồi. Còn con 300 thì không có các bác nhá. Con 300 các bác nhìn thấy này. Con 300 thì nó như thế này. Con 300 thì nó có cửa một lớp thôi. Và ở phía không gian bên dưới của nó thì nó không có cái khu vực ốp đấy, nó chỉ có cái này thôi các bác nhá. Các bác giật cái này xuống, nó chỉ có cái ô gạt nhỏ nhỏ thôi. Đây. Nó chỉ có một cái gạt nhỏ nhỏ này thôi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy bên trong. Nó chỉ có một cái sơi dậy cấp nữa ấy thôi. Giật nước xả khả cấp khẩn cấp thôi. Còn đâu thì nó sẽ không có các chức năng nổi trội giống như dòng cao cấp này. Chúng ta sẽ có hai model các bác nhá. Model đầu tiên thì là một con màu xám là EWF 9024 9042 không phải 24 9042 R7SB. Đấy, R7 là thế hệ thứ 700. Còn SB là màu xám như này. Con này em đang bán là 13.370.000. Và con màu trắng này, ký hiệu của nó sẽ là EWF 9042 Q7 WB 9 ký, Eco Inventor đầy đủ chức năng mọi nhá. Con này thì BM đang chạy chương trình chỉ còn có 10.990. À xin mọi người 11.990. 11.990 các bác nhá, con 9 ký. Còn các bác nào muốn mua cả giặt cả sấy thì chúng ta sẽ mua những cái dòng đây BM đang có một cái thế hệ thứ 500. Thứ 500 có giặt và sấy là daily sấy mọi nhá, giặt và sấy đầy đủ. Giặt sấy đầy đủ trên dòng này. Đấy. Chúng ta sẽ có thêm ngoài chức năng giặt ra thì nó sẽ có thêm cái chế độ nó là sấy cơ mà. Đây nhìn này, đây các bác nhìn thấy. Sấy 60 phút các bác nhá. Đấy, sấy 60 phút hoặc là các bác chỉ chọn chức năng sấy đây thôi. Đấy, sấy và giặt này. Sấy và giặt hoặc là giặt không hoặc chỉ sấy không thôi. Đấy, tùy các bạn chỉ chọn chế độ. Tốc độ bằng watt này cũng là 1200.
có hơi nước, sơ vải các thứ đầy đủ. Cái dòng này thì nó ký hiệu như lúc nãy em có bảo các bác, đó là dòng EWW của nhá. Còn EWF thì là giặt không thôi. Còn đây là WWW thì nó sẽ là giặt sấy. Chúng ta có 9 cân giặt và 6 cân sấy trên dòng này. Ký hiệu là EWW9024P5WB. Nó giống như con kia thôi. Nó thay con F này, thay con F này con W thôi. Đầu vậy, thế thứ 5 này thì con này bên em đang bán 14.160.000. 14.160 cho của con kết hợp cả giặt sấy nhá. Ở đây là toàn bộ những dòng máy giặt cửa ngang mà của Electrolux có số ký là 9 ký. Thì các bác nào đang quan tâm có thể nhanh tay đến siêu thị điện máy Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội để mua hàng. Bên em giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí 20 km đầu tiên cho mọi người các bác nhá. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.